Mọi khi á, về đúng giờ lắm. Chứ về trễ hơn một tiếng luôn. Nếu như trốn đi bố mà chơi game thì còn đỡ. Đằng đi á, mẹ sợ bị tai nạn thôi. Con nghĩ á, là anh hai những món mới. Nhưng mà không phải là game. Con nói cái gì vậy Tú? Nội với mẹ thử nghĩ đi. Sáng sớm, có phải anh hai đi học rất sớm để mà đón chị Như không? Ừ. Đón đi học thì phải đưa về nhà. Con nghĩ tới 99,9% là anh hai đưa chị Như về tận nhà nên mới về trễ ba mẹ. Hằng về đây. Con chào bà nội, con chào ba mẹ. Con đi đâu mà bây giờ mới về hả? Cả nhà lo lắng cho con đó. Ba gọi điện cho con thì không được. Em bình tĩnh đi. Con đi đâu về trễ vậy? Quên về cơm luôn. Giờ lên thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn cơm nè. Hằng về được là mừng rồi. Để cho nghỉ ngơi ăn cơm. Đi lên nghỉ ngơi ăn cơm đi con. Dạ con xin lỗi bà nội, xin lỗi ba mẹ. Hồi nãy con chở bạn Như về nhà. Nhưng mà nhà bạn Như xa quá à. Với lại đường buổi chiều nó kẹt xe nữa. Mà con định gọi cho ba á thì điện thoại hết pin luôn. Đó. Trời. Cả nhà thấy con phá án giỏi chưa? Sinh ra được một siêu thám tử đại tài như con. Ba mẹ có thấy tự hào không? Thôi đi vô bếp dọn dẹp cho mẹ nè. Dạ. Còn con lên tắm rửa đi xíu qua phòng mẹ. Dạ. Nhà ní này ngày mố cùng có drama vậy. À, dạ. Con vào đi. Dạ mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, hôm nay con về trễ là mẹ lo lắng. Biết lỗi là được rồi. Con biết á, con về trễ như vậy á, ba mẹ và bà nội lo lắng lắm không? Dạ con biết rồi, mốt con sẽ thông báo với mẹ trước. Mẹ cũng đang tính nói con về cái chuyện của Như á. Hai đứa. Dạ mẹ ơi, cái chuyện này con cũng định nói với mẹ. Con mong là ba mẹ hãy tin tưởng tụi con. Từ cái lúc mà con quen Như, con cảm thấy là con đã thay đổi rất nhiều. Mẹ cũng thấy vậy đó. Con cảm giác là mình vui hơn nè. Con hiểu được con hơn. Con có mục tiêu và nỗ lực để phấn đấu. Con với Như cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Con với Như sẽ học thật giỏi để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Nó không phải là về mặt điểm số không, mà nó còn là những chuyện lớn hơn sau này. Con định là khi tốt nghiệp cấp 2 xong, con với Như sẽ kiếm học bổng để đi du học. À mà mẹ, Như học giỏi lắm nha, Như còn có chứng chỉ tiếng Anh nữa. Thiệt ra là con với Như đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu như đợt này được điểm tốt nè, hoặc có thêm chứng chỉ tiếng Anh, tụi con sẽ đi du học. Con thích khoa học máy tính, còn Như thì thích công nghệ sinh học. Tụi con sẽ giúp đỡ nhau cho việc học tập nè. Rồi về việc viết luận nữa. Tiếng Anh của con thì không giỏi bằng Như, nhưng mà Như sẽ giúp đỡ con trong cái bài tập tiếng Anh. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Mẹ hiểu rồi. Hai đứa quý mến nhau thì tốt thôi. Nhưng mà nè, phải khuyên nhau học hành đến nơi đến chốn nha. Mẹ không cấm cản gì cả. Mẹ có hai điều muốn nói với hai đứa. Một là không làm gì quá giới hạn. Hai là cái chuyện con tính đi đại học á, chưa cần tính sớm đâu. Con phải lo làm sao mà học hết cấp 3, thi tốt nghiệp cho tốt rồi tính tiếp. Nghe chưa? Dạ, nhưng mà mẹ không có cấm cả tụi con đi chơi với nhau đúng không? Không, mẹ không có cấm. Tụi con lớn rồi, sao mẹ cấm được. Nhưng mà tuyệt đối
không vượt quá giới hạn. Ba mẹ Như biết sẽ phiền lòng, con hiểu không? Ba mẹ nào cũng thương con hết trơn, cũng lo lắng cho con cái hết. Dạ, chuyện này con tụi con biết rồi. Tụi con đã nói chuyện với nhau là việc quan trọng bây giờ là học tập và thi đậu. Còn mấy chuyện kia thì để từ từ rồi tính. Mẹ hy vọng con nói thì con làm được. Rồi làm gì mà cười vậy? Thì giờ con mới thấy mẹ ra vẻ của một chuyên gia tâm lý. Thôi đi ông nhỏ ơi. Thật ra thời gian vừa qua ba mẹ lo lắng cho tụi con quá, cho nên mới mất kiểm soát vậy thôi. Mà con nữa cũng không chịu nói chuyện với ba mẹ. Ví dụ như hôm nay nè, con nói hết, mẹ hiểu. Được rồi, để mẹ nói chuyện với ba. Trời ơi mẹ, chuyện này không cần nói đâu. Tại vì con đã tâm sự với ba hết rồi. Con tâm sự với ba hết rồi? Dạ đúng rồi. Ba của mình hả, có một tuyệt chiêu là hỏi cung. Con với lại bé Tú hả, chưa bao giờ nói gió được ba gì luôn. Dạ hả, ba kêu con là cứ tâm sự với mẹ đi. Nhưng mà con sợ mẹ la. Cha con nhà này quá luôn á. Thôi, đi ngủ đi, khuya rồi. Dạ, mẹ ngủ ngon. Ừ. Cái ông chồng mình thiệt tình chứ. Tưởng đâu đam mê cây cỏ, không biết gì con cái hết trơn á. Ai dè uy tín với tụi nhỏ ghê luôn á.